cửa tưởng đắc. Thế Tôn đã nói như vậy và vô duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 6. Kiến đắc nên thành trì và không nên thành trì. Kiến đắc Diṭthi Pathi thành tựu cái nhìn hay có được điểm. Kinh văn kiến đắc này các tỷ kheo, tôi nói có hai loại nên thành trì và không nên thành trì, và như vậy là sự tương đối giữa kiến đắc. Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên gì lời nói ấy được nói lên. Một kiến đắc nào bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, kiến đắc như vậy không nên hành trì. Và một kiến đắc nào khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, kiến đắc như vậy nên hành trì. Kiến đắc gì bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. Ở đây bạch Thế Tôn, có người có tà kiến như sau: không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có những vị sa môn, những vị bà la môn, chánh hướng, chánh hành, đã tự mình với thượng trí chứng tri, chứng đạt và an trú đời này, đời khác và truyền dạy lại. Kiến đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Kiến đắc gì bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Ở đây bạch Thế Tôn, có người có chánh kiến như sau: có bố thí, lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có cha, có các loài hóa sanh, ở đời có những vị sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hành, đã tự mình với thượng trí chứng tri, chứng đắc và an trú đời này, đời khác và truyền dạy lại. Kiến đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Kiến đắc này các tỷ kheo, tôi nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự sai trái về kiến đắc. Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 7. Ý muốn về sanh loại trong tương lai nên hành trì và không nên hành trì. Ngã tánh đắc Attapha wa Patipla phân, theo số giải chỉ cho sanh loại đời sau. Kinh văn ngã tánh đắc này các tỷ kheo, ta nói cũng có hai loại nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối giữa ngã tánh. Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên gì lời nói ấy được nói lên. Ngã tánh đắc nào bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, ngã tánh đắc như vậy không nên hành trì. Ngã tánh đắc nào bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ngã tánh đắc như vậy nên hành trì. Ngã tánh đắc gì bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Ngã tánh đắc có hại bạch Thế Tôn, vì sự không rốt ráo khi được sanh khởi, các bất thiện pháp phải tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Ngã tánh đắc gì bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Ngã tánh đắc vô hại bạch Thế Tôn, vì sự rốt ráo được sanh khởi, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Ngã tánh đắc này các tỷ kheo, tôi nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự sai khác về ngã tánh đắc. Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. Bạch Thế Tôn, lời nói mà được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Với những gì tôn giả Sariputta trình bày được Đức Điều Ngự chuẩn thuận và tán thán. Kinh văn lành thay này Sariputta, lành thay này Sariputta, lời nói này được ta nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Thân hành này các tỷ kheo, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối giữa thân hành. Ta đã nói như vậy và do duyên gì lời nói ấy được nói lên.
thân hành nào này Sariputta, khi hành trì thời bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, thân hành này như vậy không nên hành trì, và thân hành nào này Sariputta, khi hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng, thân hành như vậy nên hành trì. Thân hành gì này Sariputta, khi hành trì bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, ở đây này Sariputta, có người sát sanh tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình, người này lấy của không cho bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi không cho người ấy, người ấy lấy trộm tài vật ấy, người ấy sống tà hạnh với các dục vọng, giao cấu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vàng hoa, thân hành như vậy này Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thân hành gì này Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ở đây này Sariputta, có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tam quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Người ấy bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy không lấy trộm tài vật ấy, người ấy từ bỏ sống theo tà hạnh trong các dục vọng, không giao cấu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa, thân hành như vậy này Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thân hành này các tỷ kheo, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối giữa thân hành, ta đã nói như vậy và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. Khẩu hành này các tỷ kheo, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối giữa khẩu hành, ta đã nói như vậy và do duyên gì lời nói ấy được nói lên. Này Sariputta, khẩu hành nào khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, khẩu hành như vậy không nên hành trì, và khẩu hành nào này Sariputta, khi hành trì các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, khẩu hành như vậy nên hành trì. Khẩu hành gì này Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, ở đây này Sariputta, có người vọng ngữ đến chỗ tập hội, vân vân, ý hành vân vân, tâm sanh vân vân, tưởng đắc vân vân, kiến đắc vân vân, ngã tánh đắc vân vân, ngã tánh đắc. Này các tỷ kheo, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối giữa ngã tánh đắc, ta đã nói như vậy và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. Này Sariputta, lời nói này được ta nói một cách vấn đắc vấn tắc, cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. Dứt phần 1. Phần 2. Phân đoạn 547, sự tiếp xúc với các cảnh của tâm nên hành trì và không nên hành trì. Đức Phật cũng dạy thêm những điều liên quan mật thiết tới sự tu tập qua hoạt động của sáu căn. Kinh văn: Sắc do mắt nhận thức. Này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Tiếng do tai nhận thức. Này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Hương do mũi nhận thức. Này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Vị do lưỡi nhận thức. Này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Xúc do thân nhận thức. Này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Pháp do ý nhận thức. Này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi,
con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Sắc nào do mắt nhận thức? Bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Sắc do mắt nhận thức như vậy, không nên hành trì. Sắc nào do mắt nhận thức? Bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Sắc ấy do mắt nhận thức như vậy, nên hành trì. Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên. Tiếng nào do tai nhận thức? Bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Tiếng do tai nhận thức như vậy không nên hành trì. Tiếng nào do tai nhận thức? Bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Tiếng do tai nhận thức như vậy nên hành trì. Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên. Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, thời các thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Hương do mũi nhận thức, như vậy, không nên hành trì. Hương nào do mũi nhận thức? Bạch Thế Tôn, khi hành các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, hương do mũi nhận thức như vậy nên hành trì. Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Vị do lưỡi nhận thức, này Xá, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối lưỡi nhận thức như vậy không nên hành trì. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, vị do lưỡi nhận thức như vậy nên hành trì. Vị do lưỡi này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên. Xúc nào do thân nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Xúc do thân nhận thức, như vậy không nên hành trì. Xúc nào do thân nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Xúc do thân nhận thức, như vậy nên hành trì. Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên. Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Pháp do ý nhận thức như vậy, không nên hành trì. Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Pháp do ý nhận thức như vậy nên hành trì. Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi. Con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy.
Lành thai, này Sariputta, lành thai, này Sariputta. Lời nói này được ta nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi. Ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Sắc do mắt nhận ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Lời nói như vậy được ta nói lên, và do lời nói ấy được nói lên, vân vân. Tiếng do tai nhận thức, vân vân. Hương do nhận thức, vân vân. Vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Xúc do thân nhận thức, vân vân. Pháp do ý nhận thức, vân vân. Pháp do ý nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Lời nói như vậy được ta nói lên, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Này Sariputta, lời nói này được ta nói lên một cách vắn tắt, ý nghĩa lời nói ấy được hiểu một cách rộng rãi như vậy. Phần 2, phần 3, phân đoạn 5, 4, 8, những nhu yếu, thọ dụng và nơi cư trú nên hành trì và không nên hành trì. Ngay trong sự thọ dụng, các nhu yếu cũng cần được người tu tập hiểu rõ cái gì nên. Kinh văn Y, Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Đồ ăn khất thực, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Sàn tọa, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Làng, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thị trấn, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Đô thị, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không hành trì. Quốc độ, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Ga lá, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. Y, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên. Y nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các bất thiện pháp thối giảm. Y như vậy, không nên hành trì. Y nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì, thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Y như vậy, nên hành trì. Y, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói lên vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Đồ ăn khất thực, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Sàn tọa, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Làng, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Thị trấn, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Đô thị, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Người, ta nói có hai loại, vân vân. Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải thích rộng rãi. Con đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Lành thai này Sariputta, lành thai này Sariputta, lời nói này được ta nói tắt, không giải thích rộng rãi. Ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Y, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Ta đã nói lên như vậy, và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên. Y, y nào, này Sariputta, khi hành trì, thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Y như vậy, không nên hành trì. Y nào, này Sariputta, khi hành trì, thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, y như vậy nên hành trì. Y này Sariputta, ta nói có hai loại,
nên hành trì, không nên hành trì. Ta đã nói lên như vậy, do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Đồ ăn khất thực, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân, do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Sàng tỏ Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân, do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Phân đoạn 549, những nơi sinh sống cũng cần ở hoặc không nên ở. Chọn lựa nơi cư trú thích hợp cũng là yếu tố cần được cân nhắc. Kinh văn là này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân, do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Thị trấn này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân, do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Đô thị này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân, do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Quốc độ này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân, do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Phân đoạn 5 năm, người sống gần cũng có người nên gần và không nên gần, và đối với người thân cận không thể không lưu tâm. Kinh văn, người thân cận khi hành trì các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, y như vậy không nên hành trì. Người thân cận khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, y như vậy nên hành trì. Lành thai này Sariputta, lành thai này Sariputta, lời nói này được ta nói lên vắn tắt, không giải thích rộng rãi, ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Này Sariputta, lời nói này được ta nói vắn tắt, ý nghĩa lời nói ấy cần được hiểu rộng, cần được hiểu một cách rộng rãi như vậy. Dứt phần 3, phân đoạn 551, lời tán thán của bậc đạo sư. Đức Thế Tôn hoàn toàn chuẩn thuận với những gì tôn giả Sariputta trình bày, và Ngài cũng nói thêm rằng những ai hiểu được ý nghĩa Phật ngôn một cách rộng rãi sẽ được nhiều lợi lạc. Kinh văn, này Sariputta, nếu tất cả những vị sát đế lỵ đối với những lời nói này được ta nói vắn tắt, có thể hiểu ý nghĩa lời nói ấy một cách rộng rãi như vậy, tất cả những vị ấy sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Sariputta, nếu tất cả những vị Bà La Môn, vân vân, nếu tất cả những vị Quế Xá, vân vân, này Sariputta, tất cả những vị Thủ Đà, Sút Đá, đối với lời nói này được ta nói vắn tắt, có thể hiểu ý nghĩa lời nói ấy một cách rộng rãi như vậy, tất cả những vị ấy sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Sariputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Lặng và Xá Thú, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng nhập giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giả. Hello. Yeah, cảm ơn quý vị, cảm ơn đại trì. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trong cái bài học hôm nay đó thì cũng đã rất là dài vì nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy Đức Phật các ngài thuyết thuyết giảng một cách vắn tắt, tôn giả Ananda, tôn giả Sariputta thì trình bày giải rộng. Thì cái sự trình bày giải rộng này đó thì chúng ta hiểu rằng đối với phi diệu pháp đó thì có tâm thiện, tâm bất thiện. Thì sắc cũng vậy, sắc thì ở đây chúng ta hiểu là bốn món vật dụng mà trong chúng ta thọ dụng hay là làng mạc quốc độ gì đó, nó cũng là sắc mà ở trong cái trú xứ mình ở. Nếu mình hiểu theo vi diệu pháp thì nó cũng không ngoài danh và sắc. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy Phật dạy với 10 cái pháp. Mười cái pháp này đó thì chúng ta thấy thân hành, khẩu hành, ý hành, mình chúng ta gọi là tâm sinh, rồi tưởng. Thì chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật ngài nói về cái thân hành đó, thì
Thì rõ ràng đó thì thân chúng ta thì sắc sanh trộm cắp và tật. Nên ngài Xá Lợi Phất ngài cũng trình bày giảng dạy rộng về cái nghĩa của một cái người sát sanh. Cái sát sanh thì họ làm rất là nhiều những cái nghề sát sanh. Họ sát sanh bằng nhiều cái cách là bùa chú hay phù phép hay là yếm thư hay là này kia nọ. Thì miễn sao mà mình có cái ý mà giác sát hại được cho đến những người mà có thần thông. Nếu họ có ác tâm đó, thì họ cũng mà giết hại, mà họ giết hại bằng thần thông đó, thì chúng ta thấy là rất là kinh khủng. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối với lời dạy của Đức Phật về cái thân hành thì chúng ta thấy sát sanh trộm cắp và tà hạnh trong các dục. Thì bởi vì 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 chúng ta biết rằng mỗi người có một cái thân thì cái thân của chúng ta đó nó cũng có những cái nhu cầu ăn uống rồi những cái nhu cầu ở trong cái cơ thể của chúng ta. Chính vì như vậy đi một cái người mà họ không biết không hiểu đó thì họ tạo những cái ác nghiệp mà không có dứt được những cái ác nghiệp mình gọi là nghiệp luân hồi do phúc hành phi phúc hành mà tạo thành cái sự tái sanh ở trong tương lai. Nhưng mà đối với một cái người mà họ hiểu được cái lời dạy của Đức Phật để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi đó thì họ cũng phải kiện toàn thân hành, họ từ bỏ những cái việc sát sanh. Bởi vì chúng ta thấy rằng sanh đó, thì đó là một cái việc muôn thuở cho đến bây giờ thì các cái sự khoa học tiến bộ thì dù là những cái vũ khí hạt nhân, dù là những cái lệnh điều khiển từ những cái nút ấn hoặc những cái lệnh điều khiển từ những con chuột nhất thì chúng ta thấy cũng từ thân từ khẩu mà thôi chứ không có vượt ngoài ra được, không vượt ngoài ra những cái lời dạy của Đức Phật. Nên khi mà Đức Phật thân hành ấy, là chính ở nó cái thân này và cái những cái gì mà liên quan đến thân. Bởi vì chúng ta thấy ở trong vi diệu pháp nói đến thân biểu tri và khẩu biểu tri là hai cái sắc mà tâm cố định. Bởi vì khi mình dùng cái thân á, mình gọi là thân giáo hay khẩu giáo thì Đức Phật ngài cũng nói là đó là do cái sắc nghiệp thiền điều khiển, điều cái tâm thiền điều khiển cái sắc nghiệp thiền. Mình làm việc thân giáo là mình sống với cái thân thu thúc để người ta nhìn vào cái thân của mình. Người ta ngoan hiền hay là người ta có cái sự tôn quý hay là người ta có cái sự tôn kính hay là người ta có sự bắt chước và cái lời nói đó là khẩu hành. Lời nói là khi mình nói ra những cái lời nói nào đó mà những cái thiện pháp đó, nó được tăng trưởng. Bởi chúng ta thấy ở đời người ta nói những cái lời nói từ những cái lời nói qua nói lại đó họ sanh ra sự xung đột sát hại lẫn nhau. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật ngày ngày nói về cái thân hành hay cái khẩu hành đó thì chính là để giảng dạy cái thiện và cái bất thiện. Thì ở đây ngài Xá Lợi Phất ngài cũng trình bày về cái thân hành thiện hay là cái thân hành bất thiện. Hễ cái thân hành nào đó mình sống mà mình sống với một cái tâm thiện để ngăn ngừa sát sanh, ngăn ngừa trộm cắp, ngăn ngừa tà dâm, ngăn ngừa nói dối, ngăn ngừa uống rượu, men rượu nấu, hay là ngăn ngừa ăn phi thời, hay là ngăn ngừa múa hát, xúc chạm vàng bạc. Thì khi mà chúng ta có việc mà tu tập như vậy đó là chúng ta tu tập về thân. Và các cái sự tu tập đó đó thì chúng ta hiểu rằng mình sống mà thọ dụng với cái sự thọ dụng mà mình có quán sát bởi vì Đức Phật này dạy chúng sanh di tồn với vật thực. Như vậy một cái người có thân thì có vật thực để ăn. Nhưng mà vật thực đó được được tìm kiếm bằng chánh mạng hay tà mạng, được tìm kiếm cho mình bằng thiện pháp hay bất thiện pháp. Thành ra nhiều khi thấy rằng cũng vì cái ăn uống mà người ta làm những cái nghề nghiệp, những cái nghề nghiệp như là buôn bán rượu, buôn bán đồ, làm nghề đồ tể, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, buôn bán người, làm những cái việc đó
thì chúng ta thấy buôn bán những cái chất sai hiện giờ là những cái loại thuốc nghiện đó, là những cái loại heroin đó, thì cũng là những cái chất sai, là những cái điều đó đó, họ có tiền để họ sống, nhưng mà khi họ sống như vậy đó thì cái nguy hại đối với họ rất là nhiều. Nguy hại với họ là gì? Luật pháp đó, người ta sẽ bảo vệ con người, vì nếu con người mà họ say sưa, họ say xỉn, hoặc là họ sống mà họ không có thể tự điều khiển bản thân mình khi mà họ gặp những cái loại gây nghiện này đó, nên chúng ta hay nói rằng những người mà bị ảo giác khi mà họ dùng những cái loại chất say thì hành ra họ bị ảo giác, và cái sự ảo giác đó đó mang lại cái sự giết hại người này người kia, mang lại những cái sự kinh 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 hoàng sợ sệt. Chính vì điểm đó đó thì chúng ta thấy rằng đối với cái thân của mỗi chúng sanh đó, tránh được cái thân mà làm việc sát sanh trộm cắp hay tà dâm đó, hay là chúng ta nuôi cái thân này đó mà được chân chánh đó, đó là một việc cực kỳ khó chứ không phải dễ. Vì khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó nuôi dưỡng thân, nhưng mà làm cái tâm chúng ta đó, cái tâm chúng ta không có cái tâm tổn hại, không có cái tâm mà làm thương tổn, mình gọi là thương tổn mọi loài mọi 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 vật xung quanh. Nên thường thì chúng ta thấy rằng cái thân hành hay là cái khẩu hành đó, thân và khẩu thì ý hành đó, nó cũng là phân ra thiện ác. Bởi vì khi mà thân hành thiện đó thì khẩu nói cũng là nói thiện, và dưới cái ý hành là cái tâm thiện đó, thì sẽ điều khiển thân hành thiện, khẩu hành thiện. Nhưng mà ngược lại cái ý hành đó, là tham ác, sân ác và tà kiến ác đó, người có cái ý ác như vậy đó thì thường là họ sống với cái thân làm ác, với cái khẩu nói ác, với cái ý nghĩ ác, nên gọi là tham ác, sân ác và tà kiến ác với ý hành. Như vậy á, thì cái sự mà đau khổ đó chồng chất cái sự đau, nên thường thường quý vị thấy một cái con người mà họ họ sống họ gặp nhiều cái sự khổ nạn đó, thì có nhiều khi đó họ không có sống đúng pháp và họ sống phi pháp. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng hiện giờ nó cũng có rất là nhiều những cái trường hợp, những cái người mà họ do cái sự thiếu thốn vật thực mà họ với cái mùa Covid này họ trở thành những cái kẻ trộm cướp giết người, cướp của này kia nọ rất là nhiều. Thì bởi vì chúng ta thấy cái thân của con người đó nó cần có vật thực, cái thân con người nó cần có, mình nói cái tối thiểu là thuốc uống hay là cốc liêu để ở, hay là vật thực để ăn, hay là y phục để mặc để... Thì đối với một cái tất cả chúng sanh đó, gần như là không thoát khỏi cái vấn đề này. Nên nhiều khi chúng ta thấy những con chó hay là những con trâu con bò mà tới mùa lạnh quá đó, người ta phải may bao may những cái loại này cái nọ mặc cho nó để nó có thể sống khỏi sống được cái mùa lạnh. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà loài nào mà nó không chịu nổi cái lạnh đó, thì nó có thể bị bỏ mạng, và con người đó họ cũng muốn cái loài đó sống để làm việc cho họ, những loài trâu bò đó, nên những con người họ may những cái bộ đồ cho những loài trâu loài bò mặc mặc để có thể chống chọi cái mùa lạnh. Chính vì điểm đó đó họ cũng vì muốn có cái sự sống, có cái sự sống ở trên cái phương diện có những cái loài vật chung sống với họ để họ có thể điều hành những con trâu con bò con voi con ngựa làm việc này việc kia cho họ để có sự sống. Thì chính vì điểm đó nên chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng sanh đó, cái thân hành khẩu hành ý hành đó, thì cũng có thiện bất thiện, tâm sanh nó cũng vậy quý vị, tưởng đắc nó cũng vậy. Bởi vì chúng ta học trong vi diệu pháp đó, thì cái tưởng nào mà sanh theo thiện đó thì cái ngũ uẩn đó mình được gọi là thiện hết. Thí dụ thể mà cái tâm thiện đó, thì cái sở hữu thọ nó cũng là cái cảm thọ trong thiện pháp. Những cái cảm thọ hỷ hay cảm thọ xả đó, nó nằm ở trong thiền, tưởng nó cũng liên hệ đến những cái tưởng thiền. Nhưng mà khi mà cái pháp bất thiện đó thì tưởng hay là thọ nó cũng bất thiện.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tưởng điên đảo hay là cái tâm điên đảo nó cũng vẫn có, vì nó liên quan đến những cái pháp bất thiện. Khi mà cái tưởng hay là cái tâm mà nó không có điên đảo đó là nó liên quan đến những cái pháp thiện. Chính vì pháp thiện nên mình nói về tâm thiện, nó có những cái tâm sở hữu tịnh hảo sanh theo những cái tâm thiện, và những cái tâm bất thiện nó có những cái sở hữu bất thiện, biến hành bất thiện, như là si vô tạm giới quý, phóng dật, hoặc là tham tà kiến, hoặc là sân tật luận hối, hoặc là hôn trầm thủy miên, hoặc là hoài nghi, là những cái kiến hay là những cái ngã mạn đó, những cái hoài nghi, những cái ác pháp này nó có. Đối với tất sanh thì không có một người nào mà thoát khỏi, không có một người nào thoát khỏi. Nên khi mà chúng ta hiểu rằng mình sống với cái chánh đó, thì mình tin có đời này, tin có đời sau đó, mình tin có cha có mẹ, tin có loài hóa sanh, tin có những cái ân đức của Phật pháp tăng, mình tin có những cái người người trên đời này họ tu hành chánh hướng chánh hạnh, tu tập thân khẩu ý điều khiển chân chánh như vậy. Thì khi mà chúng ta có cái chánh kiến đó thì chúng ta thấy đó là cái điểm đặc biệt nhất. Bởi vì trong kinh Tăng Chi đó, nói đến một pháp đó thì không có một cái nào mà bận nhơ ô uế, hay là một cái nào mà nó tệ hại, nó đau khổ, đó là cái tà kiến gì. Bởi vì một cái người tà kiến đó, họ làm được bao nhiêu cái việc ác, họ làm bao nhiêu cái việc mà đau khổ cho người. Nhưng khi một người chánh kiến thì họ từ bỏ những cái việc đó, tại vì họ có chánh kiến là họ có nghĩ có đời này có đời sau, có cha có mẹ, có Phật pháp tăng, có những loài hóa sanh trên đời, có những vị chư thiên, có những cái loại khổ vui. Thì khi mà họ suy nghĩ có cái chánh kiến đó thì họ có cái sự chọn lựa trong cái trí tuệ của họ, họ làm sao để họ thoát khỏi luân hồi. Chính vì điểm đó nên chúng ta thấy trong cái bài học này có nói về những cái kiến đắc, hay là cái tưởng đắc, hay là cái ngã tính đắc đó, là muốn nói đến khi một cái người mà có tâm đó, thì có những cái thuộc tánh, những cái gì nó liên quan, và những cái điều đó nó có thể là mình biết nguy hại đó thì mình chặn cái sự nguy hại đó. Bởi chúng ta thấy ở trong đời này đó, những cái người mà họ có bà con, có uy quyền, có thế lực, có tài sản, có địa vị công danh đó, thì họ cũng có hai cái niềm vui nỗi khổ. Vui á, là họ sống trong những cái thiện pháp, họ làm việc với nhau trong một cái sự hòa thuận. Nhưng ngược lại họ khổ là khi mà trong gia đình của họ có một người làm việc ác này kia nọ, họ bênh vực người đó, và họ có thể dùng dao, dùng mã tấu, dùng vũ khí để sát hại những người nào mà làm đụng chạm đến bà con quyến thuộc, anh em bầu bạn của họ. Nên thường thường thì chúng ta thấy, chúng ta nghe muôn thuở đó, là những cái người khi mà họ con của họ đó, cũng như là chúng tôi mới nghe bên Trung Quốc có một cái ông cha mà cái đứa con nó bị một cái đứa bạn trong trường học quýnh thôi, ông đi lấy cái dao ông đâm cái đứa mà quýnh con của ông, và ông bị tử hình. Và khi mà nói tử hình đó, thì ông cũng thản nhiên thôi. Ông đâm cái thằng nhỏ mà đánh con của ông chết. Thì chúng ta thấy rằng ở đời đó thì chúng ta thấy cái gì mà mình không có suy xét đó, mình không có suy tư đó, thì những cái nguy hại nó đều có. Và cái sự hung tàn bạo ngược của cái tâm của chúng ta đó nó cũng rất là ghê gớm. Bởi vì tham ác sân ác tà, hay là chúng ta có những cái tưởng điên đảo đó, mà chúng ta không có tinh tội phước, hay là chúng ta không có suy nghĩ về những cái thực tánh của cái thân này. Nên chúng ta thấy Đức Phật này nói về 10 pháp tưởng đó, như là tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng yểm hộ, tưởng ly tham đó. Những cái tưởng này Đức Phật này dạy có nghĩa là mình nên tác ý suy tư đến những cái tưởng như vậy. Còn những cái tưởng như là dục tưởng, hận tưởng và hại tưởng đó, mình phải từ bỏ nó. Vì mình có cái tâm bất thiện đó, thì Đức Phật nó giống như là đống phân nó phải bốc hơi, mà hễ bốc hơi thì ruồi lằn nó bay trở lại, mình không thể nào tránh khỏi hết á. Mà cái tâm của mình có dục hận và hại đó,
tưởng của mình có dục hận và hại đó thì nó cũng giống như phân vậy, nó sẽ bay mùi ra và những cái loài ruồi bu nó sẽ bu bám. Thì cũng như vậy, Đức Phật này nói như vậy để chúng ta thấy rằng một cái người nào mà cái tâm không chế ngự đó thì sống trong đời đó gặp cái nghịch cảnh đó, cái nghịch cảnh trong đời đó thì mình hung dữ tàn bạo, và cái sự hung dữ tàn bạo của mình đó, mình giết hại, mình làm tổn thương, và cái sự giết hại tổn thương nó không thể nào mình tránh khỏi luật pháp hết đó. Mình phải bị tử hình dưới cái tội trạng của mình bằng cái tâm hung tàn bạo ngược. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, đối với xưa và nay, ngay cái thời kỳ của Đức Phật hay là cho đến bây giờ đó, thì nó cũng không khác nhau. Không khác nhau là khi một cái người mà họ biết đạo đức, họ biết chế ngự thân khẩu ý, họ biết chế ngự tâm tế kiến, hay là biết hướng cái tâm của mình ý chân chánh đến những cái pháp mà Đức Phật này dạy về cái cuộc đời này đó. Bởi trong cuộc đời này chúng ta thấy không bao giờ mà chúng ta gặp thuận chuyện hết á. Trong đời này là bao nhiêu cái nghịch cảnh, bao nhiêu cái hiểm họa nó chờ đợi mình. Nên nhiều khi mình thấy những cái người dân Nhật Bản họ sống trên cái vùng vành đai núi lửa, thì cái sự động đất liên tục đối với họ là động đất liên tục, một năm như vậy không biết bao nhiêu lần động đất. Thì bản thân chúng ta thấy rằng như vậy thì chúng ta sống ở trên cái mảnh đất mà chúng ta sống đó, nó đã bao nhiêu cái hiểm họa. Chính vì điểm đó đó nên khi mà ở trong cái này đó nói đến những cái quốc độ làng mạc, những cái thị trấn hay là những cái khu vườn hay cái này cái nọ đó, là cũng muốn nói đến chúng ta thấy được những cái hiểm họa, những cái chỗ nào mà nó ảnh hưởng. Bởi vì chúng ta thấy trong kinh Trung Bộ mà những cái bài học trước chúng ta cũng có học đó, cái chỗ nào mà chúng ta vừa tu tiến bộ mà vừa có bốn món dụng dễ dàng thì chúng ta nên ở. Còn chỗ nào đó mà chúng ta vừa tu không có tiến bộ mà vừa có bốn món vật dụng. Nhưng mà nếu chỗ nào mà chúng ta tu tiến bộ mà bốn món vật dụng có kém khuyết đó, chúng ta cũng nên ở. Vì chúng ta đi tu không phải vì bốn món vật dụng là y phục, thuốc trị bệnh hay là cốc liêu hay là vật thực, mà chúng ta với cái mục đích là đoạn trừ cái phiền não tham. Mà chỗ nào mà tu tập mà tiến bộ để diệt trừ được tham sân si hay là các cái tưởng dục tưởng hận tưởng và hại tưởng đó, thì chúng ta nên ở những cái vùng như vậy. Như vậy á, thì ở trong cái bài học này đó, chúng ta thấy từng pháp Đức Phật ngày thuyết giảng và ngày Xá Lợi Phất ngày phân ra làm hai. Thì trong cái hai cái này đó thì chúng ta hiểu rằng thân khẩu hay là ý hay là tâm sinh hay là tưởng đắc ấy, hay là kiến đắc hay là ngã tính đắc, hay là đối với sáu giác quan mắt, đối với cảnh sắc tai, đối với âm thanh đó, thì chúng ta biết rằng những cái gì mà nó gần cần gần cần tu tập. Ví dụ chúng ta thấy rằng mắt chúng ta mà thấy cái gì là cao thượng, thấy Ngọc Xá Lợi hay là thấy Đại Thọ Bồ Đề hay là thấy pháp, thấy lời dạy của Đức Phật, mình coi kinh coi sách mà mình hiểu được thì cái đó là gọi là thấy cao thượng. Còn nghe cao thượng là khi nào mình nghe Phật pháp khen, nghe những cái pháp ly tham, nghe những cái tội của ngũ trần, nghe những cái pháp vô thường khổ vô ngã, thì như vậy gọi nghe như vậy, lúc bây giờ nghe là nghe cao thượng. Như vậy thì chúng ta thấy mắt tai mũi lưỡi chúng ta đó, nó cũng có những cái mà nó thân cận thì nó tiến bộ về cái thiện pháp, nhưng mà nó có những cái chỗ mà chúng ta thân cận nó ác pháp tăng trưởng. Nên thường thường quý vị thấy ở đời người ta cũng nói rằng mình ở chỗ nào mà tiến bộ, mình ở chỗ nào mà làm ăn được, mình ở chỗ nào mà gọi là an cư lạc nghiệp, thì nó cũng là cái phước duyên của chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật nó ở xứ thích đáng thân cận bậc hiền nhân, nghe diệu pháp và lập trường chân chánh đó. Thì quý vị thấy rằng ở một cái xứ thích đáng, một cái xứ mình ở thôi, nhưng mà Đức Phật nói là cái xứ thích đáng là gì? Chỗ nào mình ở mà có chùa chiền, có chư tăng đi khất thực, có cái việc mà bố thí cúng dường, có việc mà tụ tập để tu tập đó, để tạo dựng những cái thiện pháp, những cái thiện nghiệp, những cái việc mà bố thí cúng dường đại chúng tăng già này kia nọ đó, mà mình sống những cái chỗ mà có cái điều kiện như vậy, đó là những cái điều kiện tốt đẹp.
Nên chúng ta thấy trong cái bài kinh chung của thì dành cũng nói mình có được bạn lành hay là thành tựu được chánh chánh tri kiến đó, đó cũng là phúc lành cao thượng. Hay là mình thấy rằng trong cái bài kinh nó nói rằng người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc vương triều tôn chủ, bậc chuyển linh thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Thì những cái điều đó được Đức Phật để nói rằng mình sanh ra ở đời đó, mình có được những cái điều kiện đó đó, mà mình sống, mình hướng tâm mình để mình tu tập đó, những cái thiện pháp tăng trưởng. Nhưng mà nếu mà những cái điều kiện đó mà nó trở thành trì trệ, nó trở thành ác bất thiện pháp, mà tham sân si dục nó tăng trưởng, thì điều đó nó cần phải loại bỏ. Bởi vì khi một người sống mà họ sống tăng trưởng thiện pháp đó, là điều nên sống. Còn nếu mà sống tăng trưởng ác pháp đó, thì mình sống càng lâu mình tạo tội càng nhiều. Thì chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật như vậy đó, thì chúng ta thấy về thân hành, khẩu hành, ý hành hay tâm sanh hay tưởng đắc ấy, thì nó cũng có những cái điều liên quan. Bởi vì chúng ta thấy khi mà chúng ta sống một quốc độ đó, một quốc độ thì có cái ảnh hưởng của quốc độ, cái ảnh hưởng của quần chúng xung quanh. Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái quốc độ bây giờ đó, ví dụ như động đất, sóng thần, núi lửa, thiên tai lũ lụt đó, thì ảnh hưởng đến nhiều người, ảnh hưởng đến một làng, cả một nước như vậy, chứ không phải là một người. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó đó cho chúng ta một cái bài học, có nghĩa là cái nỗi khổ thì triền miên trong cái sự sanh tử, trong cái sự sanh tử đó thì cái nỗi khổ triền miên, và chúng ta nên sống như thế nào đó để những cái thiện pháp được tăng trưởng, sự tu tập được tăng trưởng, sự tiến bộ trí tuệ được tăng trưởng. Nói chung đó là mình trau dồi những cái pháp ba la mật, mình trau dồi được những pháp ba la mật, mình tu tập được những cái lời dạy của Đức Phật trọn vẹn đó, đó là một cái niềm vui, và đó là một cái ý nghĩa của sự sống. Còn nếu mà mình sống mà mình tạo nhiều cái ác nghiệp đó, thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Như là trong kinh Pháp Cú, dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạ con hết nghe tiếng của Thượng Tọa Pháp Đăng rồi ạ. Nếu mà Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được tín hiệu của con, xin Thượng Tọa cầm mic ạ. Alo. Lúc này nó cái nét nó hơi bị yếu vậy. Nhưng mà cũng đỡ hơn Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Pháp Tân thì nói được mà lại nghe không được. Ở đây thì có lúc cũng bị vậy, nhưng mà nó cũng còn đỡ hơn, nghĩa là có lúc 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 nói được, cũng có lúc nghe được. Thành ra chúng ta thấy với 10 cái pháp mà Đức Phật ngày giảng ở đây đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngày giảng rộng ra đó. Nhưng mà chúng ta thấy nói chung lại đó, thì tất cả những cái pháp này đó thì đều phân ra làm hai. Nếu mình sống, mình có cái lòng tin, mình có cái trí tuệ đó, mình có chánh kiến đó, mình tin có đời này đời sau đó, thì cái tâm như vậy đó nó sẽ tạo được rất là nhiều những cái thiện pháp. Bởi vì một chúng ta hiểu cái thân khẩu đó, nó đều do cái tâm của chúng ta.
mà chúng ta hiểu cái tâm của chúng ta mà điều khiển thân khẩu được đó, à, với cái chánh kiến đó thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều những cái việc tốt đẹp. À, là chúng ta tin tưởng có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có những bậc thánh hiền, và chúng ta thực hiện những cái pháp thiền, à, những cái tâm mà có những cái chánh kiến sanh khởi như vậy đó, à, thì chi kiến cho những cái ác pháp nó được giảm thiểu. Nhưng mà cái tâm nó bị tà kiến đó, thì bởi vì bởi chúng ta thường học trong vi pháp, chúng thấy tâm tham thọ hỷ học tà vô trợ hay hữu trợ. Bởi vì cái tâm tham thọ hỷ đó học tà, có nghĩa là muốn nói đến một cái người vui thích ở trong những cái ác pháp. Họ có cái tà kiến, họ không tin có đời này đời sau, họ không tin có nhân quả, không có tin gió, có những bậc tu hành chánh hướng chánh hạnh, không tin có những loài hóa sanh, không tin đời này đời sau, không tin cha tin mẹ. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày ngày giảng một cái cánh tóm tắt, nhưng mà ngày Sariputta ngày nói một cách rộng rãi. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta hiểu rằng thân và khẩu đó thì đều là do tâm của chúng ta, do tâm chúng ta. Bởi vì một cái người mà có cái tâm bất chính rồi đó, thì họ làm cái việc thân của họ, họ có thân đó, thì là họ làm việc sát sanh trộm cắp tà dâm, họ có cái miệng của họ thì nói ác, nói âm thọc tiêu dệt, nói những lời nhảm nhí vô ích, và những cái tưởng những cái gì của họ đó nó nguy hại. Giống như trong kinh Tăng Chi, bộ kinh mà nói về một cái người tà kiến giống như là một cái hạt giống đắng vậy đó, nó được gieo trên đất, những cái vị gì, những cái vị gì, những cái chất gì nó hút lên đó, đều là những cái chất đắng hết. Nó mang lại những cái đau khổ, những cái độc tố. Và ví dụ chúng ta thấy một cái cây sơn nó cũng sống dưới đất, nhưng mà cái mủ sơn rồi cái khói sơn nhé, cái cây sơn mà đốt cái khói nó bay vào mắt của mình cũng mù mắt nữa, cái mủ sơn nó dính vào người của mình, nó làm tổn hại đến mình. Nhưng mà rồi chúng ta thấy Đức Phật này cũng nói khi một cái người có chánh kiến đó, giống như cái hạt giống gieo xuống đất ấy, như là cây mía đó, thì nó hút lên những cái vị ngọt, những cái gì mà nó hút lên đó, vị ngon vị ngọt. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái việc mà 10 cái điều này mà Đức Phật ngày thuyết giảng đó, thì quan trọng nhất là cái tâm của chúng ta. Khi mà tâm chúng ta mà có cái tưởng, có cái chi kiến, có cái trí tuệ đó mà chúng ta hiểu đúng, thì chúng ta là điều hạnh phúc nhất, là cái điều mang lại cái sự an lạc nhất. Nhưng mà khi mà cái tà kiến đó, cái tâm chúng ta có tham ác sân ác và tà kiến ác đó, thì tham ác này đó, là chúng ta làm bao nhiêu cái việc khổ cho đời, rồi chúng ta không có làm cái việc lợi ích gì cho đời hết. Nên chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú cũng nói rằng cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời đó, rồi cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời. Một cái lời dạy vắn tắt của Đức Phật ấy, cỏ đó, thì thí dụ giống như tham sân si dục vậy đó. Người nào có tham sân si dục đó, thì nó sẽ làm hại ruộng vườn, nó giống như cỏ vậy. Và một cái người nào có tà kiến đó, thì nó hại cho đời này đời sau, họ hại cho tất cả. Bởi vì quý vị thấy mình nghe cái bài học này, nhưng mà suy nghĩ theo những cái lời dạy của Đức Phật đó, những cái người mà họ sanh ra đời họ truyền dạy những cái tà kiến đó, như là mắt mắt cá lý vô xa lá, hay là mấy cái vị du sĩ ngoại đạo đương thời lục sư đó, thì Đức Phật ngày ngày nói rằng những cái người đó truyền dạy những cái tà kiến cho đời đó, đem lại cái hành đau khổ lâu dài cho chư thiên và nhân loại. Tại vì một cái người mà tà kiến đó, thì quý vị thấy họ nói hay làm cái gì đó ảnh hưởng rất là nhiều người, ảnh hưởng rất là nhiều người, và rất là nhiều người bắt chước họ, và họ họ đi thuyết giảng những cái điều đó đó, mang lại cái sự đau khổ giống như là một cái hạt giống rồi nó rơi xuống đất, rồi nó hút lên những cái chất đó, đều là những cái chất cay, chất đắng, chất độc. Và người nào đụng vào cái chất cay, chất đắng, chất độc đó, đó đều là nguy hại hết, dù là bất cứ người hay thú. Thì nó cũng vậy, bản thân cái cây đó nó cũng là đồ vứt bỏ, bản thân của nó, những cái chất của nó đó cũng chỉ là hại đời thôi. Thì nó cũng giống như vậy, cái gì một cái người mà có thân khẩu ý, hay là tâm, hay là tưởng, hay là cái tri kiến đó, mà có những cái tà kiến đó, thì nó cũng giống như vậy.
nó luôn luôn mang lại cái sự đau khổ cho đời, cho mình, cho người, cho đời này đời sau. Nhưng mà những cái gì mà chúng ta thấy cái tâm chúng ta mà từ bỏ những cái ác pháp, tu tập những cái thiện pháp, thân khẩu ý tu tập những cái thiện pháp, những cái tưởng, những cái kiến đắc, những cái đó nó đều khuynh hướng thiện đó, thì nó luôn luôn nó là cái khuynh hướng tốt đẹp, khuynh hướng tốt đẹp cho đời, cho mọi người. Và điều đó gọi là cần hành hay là hành trì. Vì hành trì như vậy chúng ta gọi là phúc hành. Vì phúc hành nó có ba nhân: vô tham, vô sân và trí tuệ, nó chọc thủng vô minh và dứt trừ tham ái. Nên khi mà chúng ta làm phúc đó, làm phước nhiều đó, đó là những cái điều mà nên làm, và cái điều đó cần phải trau dồi và phát triển. Cho đến khi nào mà chúng ta thuần thiện, chúng ta nói rằng thuần thiện đó là một cái tâm siêu thế sanh lên. Bởi vì khi mà chúng ta thấy tâm thiện làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, để tâm siêu thế là tâm đạo sanh lên, để sau tâm đạo là tâm quả sanh lên, một người có thể giác ngộ giải thoát trở thành thánh nhân là phải có nhiều cái tâm thiện. Bởi vì nó làm việc nhiều như vậy đó. Chúng ta tu tập cũng vậy, chúng ta giữ giới, chúng ta tác ý giữ giới hoài, chúng ta tu thiền, chúng ta tác ý về các tướng hoài đó. Đó là những cái điều kiện để chọc thủng được vô minh và dứt trừ được tham ái. Vì những cái thiện nó có nhân vô tham, vô sân và trí tuệ đó, đó là nhân của cái điều tốt đẹp, nhân của cái điều mà các bậc thánh đã thành tựu, những cái nhân thiện đó, những cái pháp thiện đó, và những cái nhân thiện pháp thiện đó mang lại cái kết quả mà chúng ta gọi là thiện siêu thế, quả siêu thế, mang lại cái sự chấm dứt. Nhưng mà nếu mà một cái người mà họ hành ác rồi đó, thì họ chỉ rơi vào bốn đọa xứ và họ trở thành một cái thói quen của người làm ác. Nên nhiều khi quý vị thấy trong cuộc đời này, những cái người họ sanh ra đó, họ có thể thoát khỏi địa ngục, là họ có một thiện duyên nào đó, họ sanh lên làm người, nhưng mà có thể là họ có nhiều khi họ rất là ác. Nhưng mà rồi cái ác của họ đó có nhiều khi bị ảnh hưởng những người xung quanh. Ác của họ có thể ảnh hưởng bạn bè, thân hữu, thầy tổ này kia nọ, cũng như chúng ta thấy như ngày ăn Angulimala vậy đó, bị người hại vì bạn bè đó, thầy bạn muốn hại, và trở thành một cái người rất là ác như vậy. Nhưng mà khi gặp Đức Phật ngày thuyết giảng và chánh kiến, hiểu biết được đúng đắn đó, là từ bỏ những cái ác pháp, từ bỏ những cái tư tưởng ác đó, những cái tư tưởng mà nguy hại đó. Bởi thường thường quý vị thấy rằng ngài ăn Angulimala lá mà đi giết người đó, tại vì nghĩ đến một cái chú thuật cần nhiều cái lóng tai như vậy để luyện cái chú thuật đó, mà cái khuynh hướng đó thì chúng sanh khi chưa giác ngộ giải thoát, chúng ta đều có những cái khuynh hướng bất thiện đấy rất là nhiều. Chúng ta mà ngay trong đời sống này, chúng ta phải suy nghĩ đến những cái khuynh hướng bất thiện đó, và chúng ta tạo những cái thiện nghiệp cho mạnh mẽ, và chúng hành trì cho những cái thành thành những cái thói quen thiện pháp, chúng ta mới có thể thoát khỏi những cái khuynh hướng bất thiện trong tư tưởng, trong tâm chúng ta, trong cái khuynh hướng sở hành chúng ta mới thoát ra được. Chứ không dễ gì mà chúng ta thoát ra được, bởi vì chúng ta luân hồi lên xuống rất là nhiều, mà chúng ta cứ trôi lăn trong cái sự luân hồi đó. Nhưng mà rồi có những lúc chúng ta lại nỗ lực tu tập, đó là những cái thiện duyên để rút ngắn những sự luân hồi. Còn nếu không thì chúng ta phải luân lâu dài. Chính vì điểm đó nên ngài Xá Lợi Phất ngày trình bày về mỗi pháp mỗi pháp. Cho khi mà mình ở những cái làng mạc nào đó mà mình bị ảnh hưởng, hoặc là mình bị kém khuyết, hoặc là nó sẽ gây ra sự trở ngại cho mình. Nên thường thường quý vị thấy, ví dụ mình nói rằng mình ở một cái làng, một cái quốc độ nào đó mà sóng thần động đất, thiên tai lũ lụt, những cái hiểm họa này nó cũng là một cái điều trở ngại cho mình. Và nếu mà mình thấy không tiến bộ được đó, mình có thể từ bỏ những cái trú xứ đó để mình đi tới những cái trú xứ khác nó thuận lợi hơn, và mình có thể dễ tu tập hơn. Người cũng vậy, quý vị biết rằng ở chỗ nào thì có người ở chỗ đó, và cái ảnh hưởng của người đó đó nó ảnh hưởng với mình. Nên đó, trong cái bài kinh mà chúng ta thấy bài kinh Trạm Xe đó, mình học qua rồi đó, mình thấy hai cái vị đó có lời tán thán lẫn nhau,
Nếu mà ai mà đội những cái vị trên đầu được kê mà đội những cái vị như là ngày Bùn Ná hay là ngày Sa Điếu Tá, đó là cái phúc hạnh của người đó. Và ai mà thân cận những cái bậc đại trí đó, đó là cái hạnh phúc của người đó. Thì chính vì những cái điểm đó cho chúng ta thấy rằng một con người khi mà gần gũi một người nào đó mà họ có chánh niệm, chánh kiến hay là có chánh tinh tấn, chánh định, chánh tư duy đó, nó cũng mình sẽ bắt chước những người đó và những người đó ảnh hưởng mình rất là nhiều. Đó là cái ý nghĩa của thân giáo. Và khi họ nói về những cái pháp của Đức Phật để cho mình nỗ lực tu tập đó, đó là khẩu giáo. Và thân giáo khẩu giáo đó là cái ý nghĩa hướng thượng, ý nghĩa tốt đẹp, cái ý nghĩa mà mình từ bỏ những cái ác pháp được. Bởi vì khi một người mà gần gũi một người nào đó mà chúng ta thấy Đức Phật ngày nói, khi mà tôn giả nó đang nói một nửa phẩm hạnh này do gần gũi một người nào, Đức Phật ngày nói rằng đừng nói như vậy, toàn bộ cái phẩm hạnh này do gần gũi, gần gũi Đức Phật, gần gũi các bậc thánh hiền mà mình có được cái sự giác ngộ giải thoát, chứ không phải là một nửa. Để mình thấy rằng ở trong 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 cái bộ chú giải Tiền Quán cũng có nói, khi mình gần gũi một người nào mà họ có trí tuệ đó, mình sẽ có trí tuệ. Chúng ta cũng thấy như trong kinh Tương Ưng mình, những cái vị nào đi theo ngài Xá Lợi Phất đó, thì Đức Phật nói đó là những bậc đa văn, nhiều trí tuệ. Nếu mà đi theo ngài Ananda thì là bậc đa văn, đi theo ngài Kassapa thì là những bậc đầu đà, đi theo ngài Anuruddha thì những cái vị đó rất là thiện xảo về thiên nhãn thông. Đi theo ngày Mục Kiền Liên thì rất là thiện xảo về lục thông. Đức Phật thì nói như vậy đó để chúng ta thấy rằng khi mà một cái nhóm người đi theo cái người đó đó để được cái gì, để được những cái pháp mà người đó đã hành trì và đã đạt được. Nên khi đi gần người đó đó, mình sẽ nghe và hiểu được, và mình có cái cơ hội để hành trì, và mình cũng có cơ hội để chứng đắc được. Nên đó, Đức Phật ngày quốc độ hay là gần gũi một người đó thì chúng ta nên hiểu như vậy. Và khi chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta thấy rằng gần gũi ai đó mà mình tiến bộ được, ở cái trú xứ nào mà mình tu tập được, cái trú xứ nào mà đi tìm bốn món vật dụng được, cái trú xứ nào mình gọi là yên tịnh để mình tu tập không có bị tiếng ồn, vì cái tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiền. Mình muốn chứng sơ thiền là mình phải kiếm chỗ nào đừng có tiếng ồn. Thì khi mà chúng ta hiểu được những cái pháp như vậy đó thì chúng ta thấy trong 10 cái pháp mà Đức Phật ngày ngày thuyết giảng ở đây và ngài Xá Lợi Phất ngày đã triển khai ra đó, ngày ngày triển khai ra dài nhiều hơn để phân tách ra đó, để chúng ta thấy rằng chúng ta nên hành trì hay là không hành trì, chúng ta nên thân cận hay không thân cận, chúng ta nên ở hay không nên ở. Vì ở chỗ đó đó thì chúng ta tiến bộ thì chúng ta nên ở, còn ở chỗ đó mà không tiến bộ chúng ta không nên ở. Thân cận cái người đó, đó mà chúng ta tiến bộ chúng ta nên thân cận, và thân cận người đó mà không tiến bộ chúng ta không thân cận. Cũng như vậy với thân khẩu ý, thì thiện thì chúng ta nên hành trì, bất thiện chúng ta nên không hành trì. Thân khẩu ý hay là cái tâm nào, cái khuynh hướng của tâm nào mà sanh lên, cái tưởng, cái khuynh hướng của tưởng nào lên mà nếu mà thiện thì chúng ta nên hành trì, chúng ta nên tiến bộ. Còn những cái gì mà liên quan đến dục tưởng, hận tưởng và hệ tưởng đó, những cái bất thiện đó nó cũng ở tâm chúng ta, và những cái ác pháp này nó tăng trưởng đó, thì chúng ta thấy đó là cái sự nguy hại. Thì trong cái bài học này đó có trình bày phân làm hai, nhưng mà chúng ta hiểu trong 10 cái pháp mà được Đức Phật ngày thuyết giảng và ngài Xá Lợi Phất ngày trình bày rộng rãi chi tiết đó, cũng phân ra làm hai, thân khẩu ý hay là tưởng hay là tâm hay là ngã tính đắc hay là những cái sự thọ dụng, những sự giao du đó, thì điều nào mà là tiến bộ thì chúng ta nên 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 gần gũi giao du, còn nếu mà không thì chúng ta nên tránh xa, vì tránh xa đó là chúng ta được tiến bộ. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài pháp hôm nay đó thì ở trong cái bài học thì cũng rất là dài. Và con cố gắng trình bày với sự bấy nhiêu là trình bày, phần còn lại sẽ là phần thảo luận của quý ngài để mở rộng thêm cái bài học hôm nay. Phước nào phát sanh được kính dâng lên chư tôn đức tăng chia đến quý vị, xin hồi hướng đến chư thiên. Bây giờ thì con xin gửi mic để cho từng tòa giác đẳng điều họp phần thảo luận. Sao thủ cái chừng
Thượng tọa Pháp Đăng, xin hỏi Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tuệ Siêu nghe được, xin Thượng tọa con hỷ cho biết. Dạ. Bạch Thượng tọa Tuệ Siêu, trọn cả bài kinh này thường là được giảng vào các chi tiết, nhưng mà có một số điểm thì lại không có đi vào chi tiết. Thí dụ như là về ngã tánh đắc, hay là tự đắc, hoặc giả là về trú xứ, về thọ dụng nhu yếu. Mình chỉ nói rằng nếu có điều đó, làm điều đó, sống ở đó, mà thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì nên ở, nên thọ dụng, nên có. Trái lại, nếu thiện pháp suy giảm mà bất thiện pháp tăng trưởng thì đừng. Câu hỏi được đặt ra tại đây là ai là người biết cho chúng ta thiện pháp suy giảm hay là thiện pháp thối thất, và làm sao để chúng ta đo lường những điều đó? Tại vì có nhiều người thật ra rất là khó để biết được thế nào là cái sự tăng trưởng của thiện pháp, hay là tăng trưởng của bất thiện pháp, hay là suy giảm của thiện pháp, hay suy giảm bất thiện pháp. Xin Thượng tọa khoan hỷ dạy rõ thêm về điểm này, kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. À, kính bạch chư Thượng Đức, kính thưa quý vị. Nếu mà mình ở đâu thân cận với ai, hoặc là khi mà mình thấy nghe ngửi nếm đụng vân vân, biết cái thiện pháp tăng trưởng hay là bất thiện pháp tăng trưởng, thì cái này không có ai khác có thể nhận biết được cho mình mà chính bản thân mình. Bởi thế, một người có trí khi mà tu tập thì người đó sẽ tự làm cái chỗ nương tựa chính mình. Nếu một người tu tập mà bản thân của họ thiện pháp có hay không có không biết, hoặc là thiện pháp suy giảm hay là tăng trưởng cũng không biết, rồi như bất thiện pháp có hay không có cũng không biết, bất thiện pháp đó được lớn mạnh hay là suy yếu cũng không biết, thì như vậy người này cái khả năng tu tập của họ còn rất yếu. Chúng ta có ba điểm để mà chúng ta ghi nhận theo cái mệnh đề gọi là thiện pháp tăng trưởng và thiện pháp suy giảm. Kính thưa quý vị, thứ nhất là
là hiện tại là trước, mà chúng ta gọi là Đích Thất Thâm Mã Phà Xui Hà Rì. Bởi vì khi mà mình sống theo cái hướng chánh thiện, cái sở hành chánh thiện, hoặc là cái tâm tâm sanh được chánh thiện, hoặc là tri kiến được chánh thiện, vân vân, thì khi đó thưa quý vị, tâm thiện nó sanh khởi. Đặc tính của tâm thiện là có tính, có niệm, có tàm, có quý, có tham, có sân và trung hòa, có tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, vô thân, vô tâm, thích thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. 19 cái thuộc tánh tịnh hảo biến hành đó có mặt ở trong tâm thiện. Cho nên khi mà thiện pháp tăng trưởng thì con người đó họ sẽ sống trong cái trạng thái an ổn. Lạc trú. Khi nào mà tự bản thân mình cảm nhận được cái đời sống của mình được an lạc, nhưng mà cái an lạc này đó chúng ta cũng phải chú ý là nó có chất sự khác, tức là cái sự an lạc vô tội, chứ không có nói đến cái chuyện một người có tiền rồi họ hưởng thụ sắc đẹp thứ hay mùi thơm vị ngon sức lạc, hay là họ dấn thân vào cờ bạc rượu chè tri quan. Rồi họ cảm thấy họ sung sướng. Chúng ta không nói cái chỗ đó. Cái đó phải là hiện tại lạc trú của thiện pháp này. Về điểm này đó, là người sống trong thiện pháp và thiện pháp được tăng trưởng, là người đó sẽ có được những cái thân hành, khẩu hành, ý hành của bậc chân nhân, có cái tư tưởng, có cái suy nghĩ của bậc chân nhân, tức là làm lợi mình, lợi người, lợi cả hai, không làm hại mình, không làm hại người, không làm hại cả hai. Thì như vậy trách nhiệm cái chỗ đó thì chúng ta thấy chúng ta sống thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm rồi. Ở cái khía cạnh thứ hai này nè, thì thưa quý vị, chỉ có bậc trí tuệ thì họ mới kiểm chứng được điều đó, ghi nhận được điều đó.
Còn người mà không có trí tuệ thì khi họ làm cái việc đó, họ cũng không có nhận thức được cái điều đó có lợi hay là có hại, lợi mình lợi người hay là hại mình hại người, không nhận ra. Cho nên hễ khi mà chúng ta tu tập được một thời gian và chúng ta thấy thân hành, khẩu hành, ý hành của mình chỉ hướng đến cái việc làm lợi ích cho mình, lợi ích cho chúng sanh, thì như vậy là chúng ta biết rằng mình đang tăng trưởng về thiện pháp và bất thiện pháp suy giảm. Một cái điều thứ ba đó, mà chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta nhận thức được là thiện pháp của mình tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm. Đó chính là mình tu tập càng ngày những cái phiền não như là tham sân si, mạn tà kiến hoài nghi, hung trầm phóng dật vô tà búi, cái đó nó bị suy giảm rõ rệt. Có nghĩa là xưa kia ít tham, xưa kia tham nhiều nhưng mà bây giờ mình ít tham. Xưa kia cái tánh mình nóng nảy hay sân giận, bây giờ mình ít sân, ít nóng nảy. Xưa kia mình mũ lược, bây giờ càng lúc mình càng sáng suốt thêm lên, vân vân. Mình trắc nghĩ như vậy thì mình sẽ biết rõ là cái đó là thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm. Thì đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta có thể nhận biết được cái thiện pháp tăng trưởng và bất thiện pháp suy giảm. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập và chúng ta để cho người khác nhận xét về mình đó, thì như vậy là chúng ta chưa có cái sự tiến bộ ở trong cái sự tu tập. Chúng ta tự mình phải biết, cũng giống như khi mà mình bệnh đó, mình uống thuốc đó một thời gian, mặc dù bác sĩ họ họ đã báo trước cho mình biết là uống thuốc này sẽ khỏi bệnh, nhưng mà chính bản thân của mình là một bệnh nhân, khi mình uống thuốc vào mình có cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, những cái trạng thái nóng bức, trạng thái khó chịu ở trong bụng, trong ruột, hay là những cái trạng thái khó chịu ở ngoài da nó suy giảm, thì chúng ta biết là thuốc có tác dụng. Rồi càng lúc chúng ta càng khỏe lên, tức là cái sức đề kháng của chúng ta có thể ra nắng không bị bệnh, ra mưa cũng không bị bệnh, hay là ra gió không bị bệnh, thì như vậy là chúng ta biết rằng là cơ thể mình đã khỏe. Rồi hoặc là khi mà chúng ta uống thuốc một thời gian, trị liệu một thời gian, là chúng ta có sự hăng hái, linh hoạt ở trong cái công việc, chúng ta thích thú trong cái công việc chúng ta làm, không biết mệt mỏi, thì như vậy đó là chúng ta kiểm chứng được cái sức khỏe tốt như thế nào. Thì khi mà chúng ta muốn kiểm chứng được thiện pháp mình tăng trưởng, bớt thiện pháp suy giảm, thì chúng ta kiểm chứng qua ba cái yếu tố, ba cái sự kiện
chúng tôi nhắc lại là khi mà chúng ta hiện sống hiện tại lạc trú, tức là hiện tại được an lạc, được yên vui trong nội tâm, thì như vậy đó là cái dấu hiệu của thiện pháp tăng trưởng. Thì chúng ta không có những cái sở hành có hại mình hại người, mà chỉ là những cái sở hành về thân khẩu ý lợi mình lợi người thôi, thì đó là cái dấu hiệu và chúng ta kiểm chứng cho biết rằng thiện pháp của mình lúc rày nó tăng trưởng và bất thiện pháp suy giảm. Thứ ba là chúng ta kiểm chứng phiền não, phiền não giảm thiểu, chúng ta không bị nung nấu, không bị nhiệt não bởi tham sân si, mạng nghi tật kiến vân vân, thì như vậy đó là thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm. Chúng ta y cứ vào ba cái khía cạnh đó vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như thế. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng thượng tọa tự siêu. Bạch thượng tọa tự siêu, thượng tọa quan hỷ góp ý cho một vài điều và cũng xin lỗi quý Phật tử đó là đây là một vài điểm rất là tế nhị. Chúng ta cũng không muốn là đụng chạm với ai, nhưng mà nhiều khi chúng ta nên bàn thảo để chúng ta có thể hiểu rõ hơn lời Phật dạy. Mà thì đọc tờ siêu, thí dụ như là đời sống của vị tu sĩ thì cái chuyện mà thỉnh tượng Phật hay là đi đâu tìm tượng Phật đem về đó, thì chuyện đó ai cũng nghĩ là tốt hết. Nhưng mà ví dụ như có người chuyên môn thích thích để sưu tập tượng Phật như là một cái để làm có hay để thủ đắc, thì rõ ràng nó có sự dính mắc. Thì cái sự sưu tập tượng Phật như vậy có nên xem là một điều khiến cho thiện pháp suy giảm và bất thiện pháp tăng trưởng không, và có nên tránh hay không? Xin thỉnh thưa đạo quan nghĩ góp ý là trên điểm này. Cái tin chúng tôi kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, về điểm này thì nó cũng có một phần tế nhị mà chúng ta cần phải phân tích kỹ. Nếu mà mình đi đâu, đối với vị tu sĩ mà đi ở chỗ nào, mà đi ở cái quốc gia nào, ở cái quốc độ nào, làng mạc nào, mà ở đó có những pho tượng Phật được người ta tôn tạo, người ta thờ, thì chúng ta tác ý, chúng ta suy nghĩ như vậy là ở đây đã từng có ánh sáng của Phật pháp đến và có những người có niềm tin đối với Phật pháp, họ sống ở nơi này, thì khi mà chúng ta tác ý như vậy, chúng ta đi, chúng ta gặp tượng Phật, chúng ta có cái sự hoan hỷ, thì cái sự hoan hỷ đó hoàn toàn là tốt đẹp, hoàn toàn là thiện pháp. Nhưng cái chuyện mà sưu tập tượng Phật để làm của đó thì nó lại chi phối bởi một cái loại tâm khác chứ không phải là tâm thiện. Chúng ta nếu một vị tu sĩ mà họ thích về nghệ thuật
Chứ thật sự họ không có cái niềm tin mạnh mẽ, có cái lòng tịnh tín đối với Đức Phật. Nhưng mà họ thích sưu tầm những tượng Phật theo từng thời đại, từng miền, từng vùng, từng quốc độ để đem về làm của và để chứng tỏ rằng mình là người sành điệu về nghệ thuật. Thì trong trường hợp này, thưa quý vị, nó cũng không phải là một điều nên làm đối với một vị tu sĩ. Bởi vì theo như lời dạy của Đức Phật đó, thì khi Ngài sắp trên tịnh Niết Bàn, tôn giả Ananda có hỏi Đức Phật về cái việc mà sau khi Đức Thế Tôn đi tịnh Niết Bàn, chúng con phải tôn thờ xá lợi như thế nào. Thì Đức Thế Tôn Ngài bảo rằng cái việc đó, cái việc tôn thờ xá lợi báo thân của Như Lai, thì hãy đã có những người cư sĩ họ làm cái việc đó rồi, các vị tỳ kheo chỉ nên thọ trì, nên hành trì pháp, tinh tấn nỗ lực như vậy là đủ, không có cần thiết phải làm cái việc mà tôn thờ. Thì như vậy xá lợi ở đây cũng như là cái kim thân Phật cũng vậy. Nếu mà chúng ta cứ sưu tầm, thì cái trường hợp này dù cho sưu tầm bằng cái tâm thiện, hay là chúng ta sưu tầm vì cái óc mỹ thuật nghệ thuật, hay là chúng ta sưu tầm làm của để mình sở hữu được cái tài sản vô giá bởi những tượng Phật cổ, thì trong trường hợp này là không nên. Tuy nhiên nói cho cùng thì nếu như cái thời buổi mà các vị tu sĩ họ không có làm gì nên chuyện trong cái việc hành pháp và sống tùy pháp đó, thì cái chuyện mà họ gặp tượng Phật ở đâu họ thích sưu tầm đem về họ để đầy ở trong phòng của họ, thì ít ra thì họ cũng không có làm ác. Ít ra họ cũng không có làm ác. Do đó cho nên điều này thì cũng tương đối, nghĩa là tạm, chúng ta tạm chấp nhận cho riêng người đó thôi. Nhưng mà đối với hàng tu sĩ nói chung thì cái chuyện đó không nên khuyến khích. Không nên khuyến khích. Bởi vì lời dạy Đức Phật của đó, các ngươi hãy thực hành pháp như lời Đức Phật Ngài dạy, Handadani Phikhuwe Amantayam Vu Vajathamma Sankhara Apamadi Nasambadi Thác. Này các tỳ kheo, ta khuyên các ngươi rằng các pháp hữu vi vốn là vô thường biến hoại, hãy tinh tấn chớ có dễ vui. Thì Đức Phật Ngài khuyên như vậy thì chúng ta làm theo như vậy là cái điều nên làm. Còn nếu mà chúng ta làm khác đi á, thì trong trường hợp này là không khuyến khích nên làm. Nhưng mà hễ
trong những cái xấu thì cái chuyện mà đi sưu tầm tượng Phật thì cũng là tốt. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thứ hai mà Thượng Tôn Giáo Đẳng vừa đeo Nam Mô Bụt Thầy. Sao thú kính thưa 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 sư, thưa quý Phật tử, bài kinh hôm nay không phải là điều khó hiểu, nhưng mà đây là một điểm rất là tế nhị ở trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu quý vị nghe kỹ lời Thượng Tọa Tề Siêu trình bày trong cột thơ luật số 1 đó, thì phải nói một điều rằng tất cả chúng ta, người con Phật, khi mình nghĩ đến cái chuyện mà học Pháp và hành trì Pháp đó, thì đều phải có khả năng là tự biết mình. Nếu chúng ta không có khả năng tự biết mình, thì chúng ta rơi vào trong trường hợp là chúng ta sẽ làm điều không đáng làm, hành trì điều không đáng hành trì. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là bây giờ trong Phật giáo hay có một cái tranh luận là vì tu sĩ có nên học ngoại điển hay không, học ngoại điển tức là học những thứ kiến thức mà ngoài Phật pháp hay không, thì cái câu trả lời nó tùy thuộc rất nhiều vào mỗi cá nhân. Có những vị học ngoại điển đó, nó lại làm tốt cho cái kiến thức hiểu nội điển của mình, nhưng mà có nhiều vị học ngoại điển đó thì nó lại làm giảm đi cái khả năng hiểu nội điển của mình, trường hợp đó đều có hết. Hay hoặc giả là ngay cả một vị tu sĩ, Phật tử thường nói rằng một vị tu sĩ mà tốt và có thành tựu là có nhiều đàn tính, có nhiều đệ tử. Nhưng mà ai mà sống trong chùa mà hiểu rằng có những vị mà có đệ tử, có đàn tính đó, thì khiến cho vị đó hư. Lúc nào đệ tử cũng cũng cung kính, cũng đảnh lễ, cúng dường, cũng lo lắng thì hư. Nhưng mà có những vị có đàn tính, cúng dường thì lại tốt. Tốt để Đức Phật dạy rằng vị đó nhận được cúng dường thì điều đó là giúp ích cho người chung quanh mình, cho tăng chúng. Thì cái này là cái cũng chúng ta phải nên biết. Và rồi ngay cả cái chuyện mà mình là ai, đôi khi mình nói rằng mình không nên nguyện sanh làm cái gì hết, nhưng mà trong này Đức Phật Ngài có đề cập đến gọi là ngã tánh đắc á. Ví dụ như là có những vị tha nguyện đời sau, nếu còn luân hồi thì tôi sẽ là một người có chánh kiến, nếu đời sau sanh ra đời xin cho tôi sanh, nếu còn luân hồi thì sanh làm chư thiên ở trên đời cõi trời đâu xuất để tiếp tục nghe Pháp, đời sau tôi sanh ra đời là chúng sanh này, là chúng sanh kia. Thật ra có khi thì cũng nên và có khi không nên. Giống như trường hợp như vậy là có những người cũng muốn đi qua Mỹ, nhưng mà không phải là trong cái muốn qua Mỹ nó giống nhau hoàn toàn. Có những người muốn qua Mỹ để có điều kiện tốt cho sự học hỏi, tại nền giáo dục bên Mỹ nó mở rộng ra, hay có những người muốn qua Mỹ để làm ăn, còn có những người chỉ muốn qua Mỹ để làm gì, để nghĩ là ở trên để qua Mỹ để mình được chỉ sung sướng thôi, thì qua Mỹ thất vọng, tại vì ở bên Mỹ qua Mỹ nó có nhiều cái cũng cực lắm. Thành ra không phải ai có ý muốn qua Mỹ là đều giống nhau hết. Chúng tôi cũng nói tương tự như là ở tại Việt Nam có một cái tông phái rất là phổ biến, đó là Tịnh Độ tông. Đa số Phật tử Việt Nam đều mong rằng mình sanh về Tây phương Cực Lạc, nhưng mà sanh về đó để làm gì đó nó mới là một câu chuyện. Dạ, không phải chỗ đó là chỗ đẹp, có bảy hàng cây báo rồi thế này thế kia, mình nghĩ rằng mình giống như mình di cư sang một cảnh giới sung sướng hơn, thì thưa vị, điều đó nó cũng chẳng lợi lạc cho đời sống tu tập hết. Và vấn đề là nếu chúng ta nguyện sanh đời sau trở thành một cái thân nào đó, một hạng chúng sanh nào đó, thì chúng ta phải hiểu cái tính cách đó, chúng ta mong muốn là chúng ta để làm gì. Thì ngày xưa ông bà chúng ta có một câu nói như là câu ca dao, nói trăm năm trong cõi diêm phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Thiệt ra cái khéo cái vụng ở đây đó là do mỗi người phải tự biết hết. Chúng ta đi vào trong cuộc đời, quý Phật tử thấy một điều đó là ngay cả chúng tôi nói điều này ra nếu có mất lòng thì quý Phật tử hay là chư tăng cũng không nghĩ bỏ qua cho. Ví dụ như chúng ta là một vị tu sĩ mà giỏi về máy móc, hay là chúng ta giỏi về điêu khắc, chúng ta giỏi cái gì đó, mà nếu mà chúng ta vì cái chuyện đó mà mình quá vướng mắc,
mình quá kẹt trong đó và mình không thể đi xa hơn trong pháp học, không thể đi xa pháp học hành, tối ngày lo làm một chuyện không thì thứ gì nó cũng có vấn đề. Và nó có vấn đề bên Phật giáo Đại thừa đề cập đến ngũ minh, là như trong đó có y phương minh chẳng hạn. Mà chúng tôi phải thưa thật với Phật tử là ở đây chúng tôi không phải là kỳ thị hay thành kiến, nhưng mà đa số những vị tu sĩ á, mà vào chùa mà đã làm thầy thuốc trị bệnh rồi đó, và có người mà lui tới thường trị bệnh rồi thì không làm chuyện khác ngoài chuyện trị bệnh thôi. Và chúng tôi uổng cho các vị đó, và nếu vị đó trị bệnh thì thôi, ở ngoài mà học làm thầy thuốc là bác sĩ chứ mắc mới gì phải vào chùa tu làm gì cho nó uổng. Nhưng mà mình thật ra mình khó nói lắm, thưa quý vị, điều đó rất khó nói. Tại vì nhiều khi có người làm vừa làm thầy thuốc vừa thích làm thầy tu, thành ra vừa làm thầy thuốc thầy tu làm vì nó khoan hỷ, thích thú. Nhưng mà chúng tôi cảm nhận rằng những điều đó nó không có lợi cho các vị đó nhiều, nó có những cái giới hạn, nó có những vấn đề. Bởi vì ở trong cuộc sống này đó, đôi khi không ai khác ngoài chúng ta hiểu được là mỗi người đều mong muốn có tiền. Nhưng mà có những người có tiền đó, thì họ làm nhiều điều có lợi cho người, lợi cho mình, lợi cho quyến thuộc. Còn có nhiều điều, có nhiều người đó là đa số là có tiền đó, thì là chuốc cái họa làm khổ chính mình. Tự nhiên mình có đời sống bình thường như vậy, mình có số tiền rất lớn, mình đâm ra mình hư hỏng, mình đâm ra thế này thế khác. Thành ra khoan nói chuyện là đồng tiền đó tốt hay không tốt, mà chúng ta có hiểu rõ bản thân của mình hay không. Thì chúng ta nên đọc bài kinh này, Đức Phật đã soi sáng cho chúng ta rất nhiều phương diện, nhiều phương diện lắm. Từ cái điểm từ những cái vấn đề bên ngoài đến bên trong, từ cái tiếp giác quan cho đến những quyết định về chỗ ăn, chỗ ở, người thân cận, thì Đức Phật ngài luôn luôn nhắc là ở trong mọi thứ nó đều có cả hai, nó là con dao hai lưỡi đó. Nó có lợi và có hại. Và nếu mà chúng ta xét thấy nó lợi bất cập hại thì mình phải bỏ đi. Chứ nếu mà chúng ta chỉ bám víu vào một thứ thôi. Bởi vì trong đạo Phật nó là tại sao Phật giáo không có dạy như là một cái giáo điều. Tại vì giáo điều á thì nó phải bám chắc vào chuyện đó. Dạ, thí dụ như đó là tu sĩ thì phải ở chùa. Dạ, hay là tu sĩ ở gốc cây. Đề Bà Đạt Đa đã từng sinh Đức Phật là vị tu sĩ suốt đời ở gốc cây. Nhưng mà Đức Phật nó không phải vậy. Có những người thích hợp sống ở trong rừng, nhưng mà có những người thích hợp sống ở giữa tăng chúng. Đã có lần tôn giáo Upali xin Đức Phật đi vào rừng, Đức Phật nó ở giữa tăng chúng có lợi hơn. Thì như vậy tại sao đạo Phật không nói đến giáo điều? Là bởi vì cái nhìn mà cứng nhắc, cái nhìn mà một chiều, cái nhìn mà phiến diện, cái nhìn mà võ đoán đó, nó rất là nguy hiểm. Và cuối cùng rồi, mỗi chúng ta phải tự biết mình. Nếu chúng ta nghĩ rằng nó có một cái khuôn thước nào đó, nó có một cái mẫu nào đó, nó có một lối sống nào đó, một chuyện tuyệt đối, thì coi chừng chúng ta đang rơi vào vấn đề là chúng ta không nhìn thấy sự việc ở trên cả hai phương diện, là lợi và bất lợi. Ở phương diện là tăng trưởng thiện pháp hay là giảm thiểu thiện pháp, hay là giảm thiểu bất thiện pháp, hay là tăng trưởng bất thiện pháp. Và cái khả năng nhìn, khả năng thấy, khả năng phân biệt đó là ở mỗi chúng ta hết. Đây là một điểm rất là thế gì. Tất cả chúng ta nên đọc kỹ bài kinh này để thấy rõ tôn ý của Đức Phật. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp của Đa Đa Ma. Thật ra thì bài kinh này có rất nhiều điều cần phải đào sâu, nhưng mà thưa quý vị, vì tương đối bài kinh dài và vì cái nội dung của bài kinh chúng tôi không có thể nào cắt làm hai được, nên chúng tôi mong rằng quý Phật tử có thời giờ đọc kỹ lại. Và xin kính trương chư tôn đức đã vào Room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các
luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cho cùng cho pháp luân thường.